Tháng 4 thời tiết ngày càng nắng nóng, lượng tiêu thụ điện tăng cao. Dự tính máy phát điện số 2, nhà máy điện hạt nhân số 2 sẽ tái khởi động nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt điện năng trong mùa hè. Không ngờ tuần trước khi thử nghiệm hệ thống đã xuất hiện lỗi, khiến máy bị tắt nguồn đột xuất. Hiện tại chưa biết thời gian tái hoạt động. Máy phát điện số 1 thuộc nhà máy điện hạt nhân số 3 từ ngày 3 tháng 4 bắt đầu sửa định kỳ. Lượng cung cấp điện sẽ giảm gần 1 triệu kWh. E ngại lượng cung cấp điện tháng 4 rơi vào mức cảnh báo. Công ty điện lực Đài Loan hôm ngày 2 tháng 4 công bố dự báo lượng điện cung cấp trong 2 tháng tới. Từ trung tuần đến cuối tháng 4, tỷ lệ dung lượng điện dự trữ chỉ ở mức trên dưới 5%, có nguy cơ chạm mức cảnh báo màu cam. Nhưng đến tháng 5, các tổ máy sau khi sửa chữa sẽ tái hoạt động, tỷ lệ điện dự trữ có thể miễn cưỡng duy trì trên dưới 6%. Công ty điện lực Đài Loan cho biết do thời tiết nắng nóng nên lượng tiêu thụ điện tăng cao, sẽ kiểm điểm lại tình hình cung cấp điện trong 2 tháng tới. Còn về việc giá điện tháng 4 điều chỉnh tăng 3%, Bộ trưởng Kinh tế Thẩm Vinh Tân giải thích, trên 80% hộ gia đình và các hộ kinh doanh nhỏ sẽ không bị ảnh hưởng bởi mức điều chỉnh tăng giá điện. Công việc chăm sóc người già yếu rất cực và bận rộn. Để duy trì nguồn nhân lực phục vụ chăm sóc dài hạn, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, chính phủ thực thi chế độ chi trả lương mới. Tuy nhiên, có tin đồn do có người nhận lương không đến 32.000 đại tệ nên đã xin nghỉ làm. Các chuyên gia cho rằng, để duy trì nguồn nhân lực không chỉ dựa vào việc tăng lương mà nên học tập theo Nhật Bản, xây dựng chế độ chứng chỉ cấp quốc gia, tạo sự tôn nghiêm và tương lai nghề nghiệp cho nhân viên. Như vậy mới thu hút càng nhiều người tham gia vào thị trường chăm sóc dài hạn. Theo số liệu thống kê của Bộ Phúc lợi và Y tế, hiện tại nhu cầu chăm sóc dài hạn trong nước khoảng 1 triệu 90.000 người. Tùy theo cấp độ mức khả năng từ cấp 1 đến cấp 8, lượng nhân lực thiếu hụt khoảng 5 đến 6.000 người. Toàn năm ngoái, số nhân viên chỉ tăng hơn 3.000 người, nhưng trong đó lượng kháng hộ công nước ngoài thì không ngừng tăng trưởng. Năm ngoái, lượng người sử dụng các hạng mục chăm sóc dài hạn trên thực tế chỉ có 110.000 người, chưa tới 20% trong số người có nhu cầu sử dụng dịch vụ này. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu tăng cao nhưng lại thiếu hụt nhân lực phục vụ, nên người dân đành phải thuê lao động nước ngoài. Bộ Phúc lợi và Y tế nhấn mạnh sẽ thu thập các vấn đề và những khó khăn của chế độ chăm sóc dài hạn tại các đơn vị địa phương. Tháng 6 tới sẽ thảo luận và cho sửa đổi. Trạm vũ trụ thí nghiệm đầu tiên của Trung Quốc mang tên Tiangong-1 sau 2 năm mất khả năng hoạt động. Vào lúc 8 giờ sáng giờ Đài Loan ngày 2 tháng 4, với vận tốc 27.000 km/h, xuyên tầng khí quyển và trở lại trái đất. Trên 90% linh kiện bị cháy rụi do sự ma sát quá lớn. Chỉ còn sót lại hơn 800 kg mảnh vỡ rơi xuống khu vực biển Nam Thái Bình Dương và vùng biển lân cận Tahiti. Để thực hiện kế hoạch lên mặt trăng và đặt trạm vũ trụ cố định trên quỹ đạo, tháng 9 năm 2016, Trung Quốc đã phóng trạm vũ trụ Tiangong-2 lên quỹ đạo trái đất với nhiệm vụ dựa vào thí nghiệm để nắm rõ và duy trì hoạt động trạm vũ trụ có người điều khiển và phát triển kỹ thuật tàu vũ trụ tiếp tế.